Hello, chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha. Đó thì sau bao nhiêu ngày tháng dòng dã leo top thì cuối cùng mình cũng đã lên được đến top Victor Việt Nam rồi mọi người nha. Rất là vui luôn. Đây cũng là cái động lực để cho mình tiếp tục ra clip Victor phục vụ mọi người nha. Đó. Thì cái top Victor này mình cày đâu đó khoảng độ hơn một tuần. Thì trước lúc đấy reset mùa thì mình cũng đã là có 6.000 mấy điểm rồi. Và khi mà reset ạ, mình chỉ còn độ khoảng 2.900 thôi. Nhưng mình đã đánh lên được gần 5.000 và đã đạt được top Richter Việt Nam nha mọi người nha. Rất là vui. Cũng như là phục vụ mọi người nó được uy tín hơn. Chứ để cái cục xanh xanh hay là cục tốt liền thì xem chừng nó không uy tín mọi người ha. Thì mình quay lại trận đấu này. Black nhìn thấy sai mình rồi, lộ mất rồi này. Thì mình sẽ tập trung bắt Van Hên nha mọi người nha. Mọi người đi SP ấy thì mọi người lưu ý là mình cứ nhè Van Hên mà mình nhè AD team bạn ấy thì mọi người bắt vào nha mọi người nha. Victor là phải chơi như vậy đó mọi người ạ. Chứ SP kê cho AD thì nó cũng không hay lắm. Mình phải là người mở giao tranh và là người bắt lẻ AD nha mọi người nha. Đó, mình tốc biến lại. Rồi bạn nên chạy đâu bạn ơi? Bạn do bạn định KS nhưng mà rất tiếc cho bạn là đam rồi. Đủ nha. Ôi giời, tôi hỏng hỏng rồi. Ờ, may quá. Tiêu thuyền mà đóng băng pha đấy là mình lại ra đi chân lạnh toát luôn đấy. Nó biến về một xíu này. Tung đen lên ganh nha. Tung đen lên ganh nhưng không có ai. Đó thì khi mọi người cầm Richter đi SP ấy, đi top thì mình không nói chuyện làm gì nha. Đi top mình cũng đảo nhưng mà nó là bắt buộc phải giữ đường top rồi. Nhưng nếu mà đi SP ấy, thì có bạn AD bạn giữ cái đường rồng hộ mọi người thì mọi người cứ đảo liên tục nha. Vừa đảo ra mid, vừa đảo xuống top, vừa ganh AD phụ rừng cho mọi người nha. Mọi người đừng chờ rừng ganh cho mình và mọi người hãy chủ động ăn được AD team bạn là mọi người nhảy vào luôn nha mọi người nha. Đó, Richter là nó rất mạnh ở cái khoản khống chế cũng như là cái khoản bắt lẻ, nên mọi người nhớ lưu ý nha. Mình đứng kê con rồng này. Ôi thôi, vừa bị hất tung lại vừa bị kéo luôn ạ. Quá nhỏ luôn. Đó, mình sẽ đứng ở đây này. Đẹp này, có pha này hất tung được này. Hai người này miễn nhiễm luôn này. Tránh điêu thuyền và Van Hên khống chế này. Rồi, Black chắc là không sống được rồi mọi người ạ. Rồi đó, ba mạng thơm lừng luôn. Chỉ đơn giản như vậy thôi mọi người nhá. Mọi người hãy tìm chỗ để núp và sử dụng combo cho nó thật hợp lý thì combat chắc chắn là nó sẽ dễ dàng hơn cho team. Mình sẽ đứng núp ở đây đợi xem có ai di chuyển ra đây không, nhưng mà chắc là không có ai rồi. Điêu thuyền này. Còn khoảng 5 giây nữa, 6 giây nữa mình sẽ hồi thuộc biến. Không biết là điêu thuyền có ra đây không đây. Đó, Velet đứng sẵn ở đây rồi. Chỉ cần một cái ulti của Velet rồi, có thẩm vào luôn mọi người ơi. Rồi, mọi người thấy đơn giản không? Đó là cách chơi của Richter nha mọi người nhé. Giấu sai và núp bụi, cũng như là đảo ganh liên tục và bắt chủ lực team bạn AD và mid để hai thành viên team bạn có đam chính đấy thì thọt thì team mình sẽ dễ chơi hơn nha mọi người nha. Van Hên lại ham này, không được rồi, không có tầm rồi. Con này là không có tầm rồi. Mình sẽ đứng ở đây lại người hiện tại này. Để mà nói một chơi Richter hốt gặp AD nhất thì mình vẫn phải hốt nhất là hốt John cho đến Hayate. Ai bạn AD đây có khả năng là sốc sát thương cũng như là cấu rỉa rất kinh khủng. John thì ban đầu thì mình cũng không sợ lắm nhưng mà riêng thôi xong AD mình rồi, không cứu được rồi mọi người ạ. Bạn ấy đi sâu lên cao quá. Đó như vậy bây giờ mình sẽ lùi lại một tí này. Đó, mình sẽ lùi lại một tí, mình di chuyển vào bụi và bật hồi máu cho các bạn tưởng hít máu lao vào này. Mình sẽ bật bạn AD đầu tiên rồi. Có liệu cô chết được Black không đây? Không được rồi mọi người. Đó, bỏ thôi. Thì đó, thì mình hốt nhất là Hayate và John, hai con xạ thủ đấy.
riêng để nói về cái độ cấu rỉa và cái độ sốc sát thương của hai xạ thủ đấy này rất kinh khủng nha mọi người nhá. John thì chỉ cần hai nội tại mình chưa kịp đánh bạn này thì mình đã bốc hơi rồi. Đó, đấy là về late game, còn Hayate thì bạn nó có khả năng cơ động cũng như là rỉa gây sát thương chuẩn và làm cho cái món đồ giáp của mình không còn giá trị nữa. Thế nên là mình rất hốt. Nhưng thường thì để mà chơi Richter ấy thì mình thường hay cấm là Hayate hơn. Mình vẫn thả John hơn mọi người ạ. Thì John thì mọi người có thể đi đầu game được, thì liên tục đầu game thì bạn ấy không có đồ, không có vàng. Mình sẽ ép được đến cuối game. Còn riêng về Hayate thì có khả năng cơ động cũng như là bạn ấy có những bạn chơi Hayate cực hay ấy thì rất là khó ăn mọi người nhé. Chứ không phải trận nào thì mình cũng cấm được Hayate cũng như là cấm được John đâu mọi người ơi. Thế cho nên là tùy cơ mà ứng biến thôi. Mình sẽ di chuyển lên đây để vừa lấy tầm nhìn cho bạn John để trụ cũng như là vừa để bắt người luôn nha. Đó thì mình đứng ở đây, di chuyển lên bụi trên này một xíu này. Rồi Rex đã thấy John và khả năng là bị kéo lại rồi này. Đó, đó. Như vậy thì mình sẽ giải luôn này. Đó. Giải trường hợp đấy thì thực ra là cũng không nên giải. Rồi mình xin con Red cái để đi làm chậm nha bạn John nha. Nhưng mà thôi không sao, thì cứ giải cho bạn ấy để thể hiện cái tinh thần SP chân chính. Mặc dù là mình chỉ toàn SP chân phụ thôi. Rồi, ra mid một xíu này. Rồi, bắt hai con mồi này. Tiêu thuyền với Grex này. Grex đang nằm xuống rồi. Tiêu thuyền cũng vậy nhưng mà không ăn được mạng tiêu tiền mọi người ạ. Ôi, mình bị kéo vào rồi. Thực biến ra ngay không cần. Omega dùng ulti thì mình không ra nổi nha mọi người nhá. Lấy cái trụ đường mid này đã. Đó. Thì mọi người ở cái AD ấy, mọi người cứ đi sát AD nhưng không cần thiết là mọi người phải cứ đi kè kè đâu nha mọi người nhé. Mọi người cứ đi cách tầm khoảng là 3 đến 5 mét để sẵn sàng là mình có thể là lao vào bảo kê luôn được. Đó, đứng được ở bụi thì là tốt nhất. Vì khi AD bị dồn sát thương và bị bắt lại thì mình có thể dùng cái nội tại bụi để hất tung bảo kê AD nha mọi người nhé. Mình đứng ở đây. Đó, phát này thì ép lên thì mình sẽ bắt luôn Grex nha. Đó, nhiều người mình vào luôn này. Đó, hai hất tung này. Rồi xong Grex rồi. Đơn giản không mọi người? Mọi người cứ áp dụng như vậy thì lúc nào nó cũng lợi thế nha mọi người nhé. Vừa để team bạn không biết là có SP ở đâu, cạnh AD hay không, và cũng để là mình check map luôn cũng như là tiện hỗ trợ AD. Điêu thuyền này bạn ơi, hai chọc này bạn ơi. Rồi điêu thuyền nằm lại rồi nhưng khả năng ôi mình cũng nằm lại luôn theo. Lấy được mạng của điêu sườn thì mình cũng nằm lại rồi nha mọi người nha. Nhưng không sao, thì khả năng trận này sẽ lại là một trận 11 phút mọi người ạ. Rất là nhanh chóng. Chơi Richter mà muốn kết thúc nhanh thì các bạn phải ép đường liên tục nhá. Tại vì con Richter về cuối game ấy, nó giảm đi một số sức mạnh rồi. Nó không còn được cái độ đi game cũng như là cái độ lăn cầu tuyết như ban đầu nha mọi người nhá. Lúc đấy chơi Richter thì nó sẽ khó khăn hơn. Cái team bạn cũng đủ đồ rồi cũng khó bắt hơn. Thế cho nên là win được sớm thì mọi người cứ win nha mọi người nhá. John ơi. Red này bạn ơi. Mình sẽ đợi bạn John lên lấy Red này. Đó. Lại tiếp tục ép bên này này mọi người này. Các bạn thấy team ép liên tục đúng không các bạn? Đó, vì các bạn ấy cũng muốn win sớm. Để
leo lên tiếp, không muốn dây dưa thời gian nhiều. Thằng Greg béo đang thủ trụ này. Dài nhưng pha này thì đã bị Allen bắt lại nên là khả năng bọn John nằm xuống mất rồi. Nhưng không sao bạn ơi. Ấy, lại bị kéo tiếp. Greg kéo ghê thiệt đấy mọi người ạ. Đó thì như vậy thì cũng gần kết thúc clip rồi mọi người ạ. Thì mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một subscribe và một like nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trận đấu của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người ơi. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành nha.